Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của mình Biker. Thì bữa nay về mấy chiếc xe đặc biệt cho anh em nè. Đúng rẻ luôn á, rẻ không biết có đối với anh em có rẻ không nha. Thì theo mình thấy là rẻ á, rẻ á. Thì đầu con đầu tiên đi. Con đầu tiên là mình có con này là W175 100 phân khối nè. Con này rất là bền, mình sẽ nói sơ cho anh em hiểu về con này. Con này báo giá luôn. Tại vì khách đổi con này để lấy con 650 á. Thì mình lấy con này, bây giờ mình cũng bán biết nhiêu đó, bán 39 triệu cho anh em nha. Bán 39 triệu luôn, rẻ luôn đúng không? Rẻ đúng không em? Thì xe này còn rất là ngon, chủ người ta bỏ trong kho à. Về mình phải dọn lại anh em, bỏ trong kho người ta không đi á. Về rửa ráy rồi thay bình, thay biết rồi này nọ hết. Em quay cho anh em qua coi bên đây nè. Đó, con này thì rất là bền, mình nói tại sao mà bền nó quay cho anh em xem. Cục máy, máy nó rất là lớn. Thì con này thì nó không có các nước anh em, nó làm sản xuất theo kiểu mà nó dung tích của nó là 175 phân khối, nhưng mà nó hãm lại mình chạy như là một con 30-40 phân khối thôi, thì nó sẽ không có làm cho mình nóng máy như nó anh em đại loại hiểu gì đó, cho nên rất là bền. Đó, cục máy rất là to, 175 SE luôn, bản SE luôn ha. Rồi thì xe nó cũng đẹp đó anh em, nó cũng có gì đặc biệt là nhông sinh dĩ nè, còn rất là ok luôn, đã luôn, bóng lón luôn á. Nhông dĩ này cũng ok xịn lắm nha anh em. Rồi yên ngồi ok. Em 1m6 vô đây ngồi cho anh em coi cái. Con xe rất là đẹp ha. Đó anh em quay anh em thấy. Đã chống xuống. Thả chống xuống, coi chừng nó chạy như chín nha, nhẹ nhẹ. Rồi. Rồi ngồi đi, ngồi đi. Trước khi ngồi mình đá chân chống này xuống nè, đó, rồi ngồi đó. Con này thì anh em mà có chiều cao khiêm tốn nó rất là nhẹ, nhẹ nhàng lắm. Thì mét 6 là ngồi thoải mái nha anh em. Lấy cái khăn lau chỗ này nè, chỗ này nó hơi dơ nè, thấy không? Nó dính vòng dính miếng bụi rồi. Mét 6 ngồi thoải mái, em có thể quay cho anh em coi đó, mét 6 ngồi rất là thoải mái. Để cho anh em nghe tiếng bô cái đi. Con này còn một cái dè nữa nha, một cái dè như vậy lại một cái bô zin nữa. Đây cái bô đó nè. Nó còn một cái bô zin nữa nha. Nó còn một cái bô zin với lại một cái dè trước nữa. À, chủ người ta cho mình luôn. Bô cũng khá là hay á. Mình nhớ con này hình như mới hình như 70-80 triệu đó. Đâu em sờn cửa W175 mới bao nhiêu tiền à? Tại khách đổi xe á, mình xả cho anh em luôn. Chứ cũng không giữ làm gì. Tại xe này phải mình thu. Người ta đổi xe á anh em. Thì hầu như là tình trạng hoàn hảo hết. Có luôn chống đổ khung nè. Máy móc là còn can lắm anh em. Xe này người ta cũng đi ít lắm. Em quay vô cục máy nè. Vô cục máy cho anh em coi, cho anh em ở xa hay là ở đâu người ta có được. Biển số Long An nha. Chủ bao rút hồ sơ luôn nha. Chủ rút hồ sơ cũng nhanh lọn lắm anh em. Tại xe này chủ đổi xe với mình á, cho nên 77 triệu là chưa giấy á, đúng không? 77 triệu là chưa giấy tờ luôn á nha anh em. Này biển số 62A1. Thì chủ xe chơi với mình thì chủ xe rút thoải mái luôn anh em, không có gì hết. Rồi bây giờ mình bên lên lại đi. Bên lên lại xong rồi đó, mình ngồi này nọ. Con này đi thì cũng tiết kiệm xăng, nó cũng hao xăng. Mát, bền, con này mà anh em mua đi cày rồi là ok lắm luôn anh em. Cày rồi đi rừng đi rú mà đi quân đội rồi là nhức nách luôn. Con này mà hồi xưa mà vô chiến tranh là thôi nhức nách, nó giống như là mấy con Win 100 vậy đó. Nhưng mà bây giờ máy nó mạnh hơn. Hả? Sao? Đội trưởng Mỹ xe nó bự hơn. Đội trưởng Mỹ là kiểu xe giống hoặc lay bên kia kìa. Nó bự hơn. Con này chở bạn gái cũng rất là ok luôn. Nói chung là tuyệt vời. Có bô có đồ. Chủ cho thêm cái dè nữa. Nhưng mà cái dè chủ bỏ trong kho nó nổ sơn anh em à. Rồi vậy con này xong rồi ha. Nó như vậy thôi. Quay vậy thôi thì nó đẹp rồi. Anh em nào muốn mà coi tận mắt thì cứ ghé shop mình. Thì rất là đẹp. Tuyệt vời. Mà mình bán nửa giá luôn, chưa được nửa giá nữa. Mà 77 nửa giá. Đúng rồi, chưa được nửa giá nữa anh em. Chưa giấy tờ, con này có giấy tờ đầy đủ hết. Rồi, tiếp theo là em Z900. Z900 này 1m6 là ngồi dư sức nha anh em nha. Z900 này rất là lùng. Khỏi bên cũng được. Xe này anh em biết rồi nè, 1m6 ngồi thoải mái. Con Z900 này cực kỳ đẹp luôn ha. Hai chì đầy đủ luôn nè. Đó. Mà mình bán xe là 155 thôi nha anh em nha. Cái bô này mình gắn cho vui á. Set bô nè, anh em nào mua thì mình tặng anh em. Set bô gần 30 triệu á, mình tặng anh em.
đem đưa lại mình 7 triệu là được. Còn mình không bán xe bô nha anh em, bô đó của mình, bô zin nằm để đây nè, bô zin của xe để đây nè, đó bô zin của xe để đây đó. Còn với chính này thì mới đi có 10 mấy ngàn cây thôi, 14 ngàn cây chuẩn luôn nha anh em. Chủ xe là cũng một người quen biết của mình, mấy cái xe mà người quen đó là mình bao được cho anh em hết, người quen hoặc là đổi xe á mình bao được. Cho anh em nghe tiếng bô độ của mình gắn vô nè, chỉ có 155 triệu thôi nha anh em, xe mới luôn nha, sơn zin luôn, sơn zin máy zin 14 ngàn cây, 14 ngàn. Có bánh bài luôn, tại lên bộ cổ bô 2 mấy triệu. Xe này nó đẹp khỏi bàn cãi rồi, khẳng định anh em xe này đẹp luôn, nó là một trong những con giấy chính đẹp luôn, tại mình mua từ chính chủ nha anh em, chính chủ bạn mình đó. Còn cái này ta gắn thêm vô, xe có chống đổ nè, chống đổ rồi bảo vệ ốp lốc máy đồ đầy đủ luôn đó, bảo vệ các nước rồi đầy đủ. Còn cái bọc cổ đây là của mình gắn vô nha anh em, dĩ rồi như mới luôn á, mọi thứ hầu như mới, tại ta cũng ít đi anh em, mọi thứ nó còn mới lắm, còn can mới không có gì thay đổi nhiều, mà giá rẻ nữa, 155. Rồi qua em này CBR không một vết chày luôn, rất là đẹp, mới tinh luôn. Con này bán 48 triệu cho anh em, con này cũng mua từ chủ luôn, chủ cũng chơi thân với mình cho nên mấy con này là anh em thoải mái nha, rút hồ sơ đồ đầy đủ cho anh em. Rồi tiếp theo là 2MR15 nè, quay cho anh em 2MR15. Đây là MR15 V3 mẫu mới, màu mới của R15 V3. Còn em đây R15M thì con này thì cũng siêu can luôn, con này sổ bảo hành đầy đủ, mới đi mấy ngàn thôi anh em, còn thông tin lý lịch của người ta nè, bảo dưỡng nè, đó đây bill bảo dưỡng rồi nè của chủ xe nè, còn lại hết nè anh em. Thì xe này rất là mới luôn đây này, để anh em nhiêu ra, để anh em 45 triệu rồi, 45 triệu chơi. Xe này biển số thành phố nha anh em, con này biển số thành phố, anh em ở thành phố về chỉ tốn có mấy trăm ngàn ra biển thôi, 59S3 biển số thành phố. Thì con này bọc keo trong hết nha anh em, xe này đã được bọc keo trong hết rồi nên em cứ thoải mái. Em qua đây ngồi con xe này các coi, qua đây ngồi xe này R15V3 với lại R15M. Rồi em ngồi, con này rất là đẹp ha anh em ha, biển số Sài Gòn nha, 45 triệu, mới đi mấy ngàn thôi, vỏ giết đồ còn đầy đủ luôn nè, sổ bảo hành còn luôn, cao đúng không? So với M6 thì nó sẽ hơi cao nha anh em, nhưng mà con này bên mình có thể hạ phục được, M6 có thể hạ phục chạy được, bên mình có cách hạ, tháo hai ốc này ra nè, hai ốc lõ này, hai ốc bên nâng nè, tháo ra cho đẹp. Rồi bên đây R15M, em ngồi thử con này luôn em, con này mới đi 1.700 cây nha, con này mới mua 4 tháng thôi, con này hình như clip trước mình có quay rồi. Con này thì M nó hơn V3 cũng vậy đúng không? Thấp hơn xíu rồi hả? À ok, rồi một xíu rồi. Rồi ok. Con này nó hơn là bởi vì dàn áo đẹp hơn. Rồi nó có quýt ship. Quýt ship nè, đồng hồ mới nè. Anh quay cái đồng hồ mới nè. Đồng hồ đời mới nè. Phục mới luôn nha. Nó là đồng hồ mới, phục mới luôn. Phục mới luôn. Đồng hồ mới. Rồi kết nối điện thoại, quýt ship, ABS hai kênh. Còn con này nó không có ABS. Con này không có ABS nha anh em, con này không có ABS, phục đời cũ, đồng hồ cũ. Em quay cái phục đời cũ, đồng hồ cũ cho anh em coi, cho anh em dễ hình dung. Đây nè, ngoài trên ghi đông nè, phục cũ, đồng hồ cũ, xe này là không chạy xước gì luôn nha anh em. Xe này người ta bọc keo hết rồi, chủ xe người ta bọc keo hết rồi. Rồi ok anh em. Đó, xe nào cũng có đồ chơi hết. Chỉ có xe này người ta mới mua mấy tháng thôi thì nó còn zin. R15M. Con này biển Tiền Giang, Sài Gòn, An Giang, Long An. Đó. Rồi, đó báo giá cho anh em hết luôn đó. Anh em có thắc mắc thì cứ inbox qua cho mình Zalo 0916640653. Nói ví dụ anh em đi xe thời gian anh em chán, anh em muốn đổi thì bên mình có hỗ trợ đổi luôn. Đây em với 8 đẹp nhất. Được, 8 đẹp. Con này siêu rẻ không? Có 130 mấy triệu thôi, 216 thôi. 216 rồi, máy móc mà ngon lắm anh em. Máy đen
đó, báo giá luôn. Này 39 triệu ha. W175 155 48 triệu. 138 triệu. 45. Này 68 triệu. Còn mấy xe này là anh em khách người ta cọc hết rồi. Mấy xe này anh em khách ta cọc hết rồi. Sao nhiều anh em hay hỏi con ở trong góc người ta? Con trong góc nè, mà trong khi con này đẹp hơn, con trong góc này đi nhiều rồi. Đi nhiều hơn con này mới mua đây, con này mới hơn nhiều luôn. Em quay góc này em có thể khẳng định được là nó mới hơn nhiều luôn á. Nè, tại con này em mới mua mấy tháng à, con này mua 1 năm rồi. Mà anh em lại hỏi con này nhiều, con này khách mua rồi, khách cọc rồi, đang rút hồ sơ. Đó anh em. Xe bên mình là mua xe từ chủ, biết nguồn gốc rõ ràng thì nó cũng dễ anh em. Xe này của một người bạn mình, khách đổi xe. Xe này của thằng em, xe này của ông anh. Đó. Xe này của thằng em bán xe hơi. Em hiện tại bán xe hơi, nó chơi xe hơi rồi, nó không chơi mô tô rồi, nó nhượng lại, cho nên mới có xe đẹp thôi. Xe này là một con Z8, là còn chì zin nè, xi nhan zin nè, tem zin nè, sơn zin hết luôn, hầu như là zin nguyên bản. Đó, tại em nó chơi xe hơi nó dễ dựng nhà không, mà bây giờ nó bán. Đó, mình thấy con này sao bây giờ rẻ quá, chẳng lẽ bán giờ tăng giá lên xíu ta? Thấy cũng rẻ á, bây giờ cầm ba mấy triệu anh em mua được cái gì trời? Ba mấy triệu mua được con Vinh X á. Nhưng mà con này đi nó cổ điển, nó sẽ không bao giờ lỗi thời nữa anh em. Không bao giờ lỗi thời nữa, nó dị hoài anh em đi chục năm. Nhưng mà những con này đặc biệt thêm mình biết là rất là bền. Anh em coi những chiếc Vinh ngày xưa rất là bền, con này còn bền hơn nữa. Con này máy nó lớn, nó hãm lại. Ví dụ như một cái cục máy 175 mà anh em đi hết công suất của nó 175 luôn thì nó sẽ rất là mau hư. Giống như Honda rồi đó, xe nó bền bởi vì xe, ví dụ Honda 110 với lại Sirius 110, lúc nào Sirius chạy cũng ăn hết. Nhưng mà Honda nó hãm lại, nó hãm ít thôi. Cho nên cục máy nó bền, nó đi đều, nó hơi yếu xíu nhưng mà nó bền. Con này cũng vậy, 175. Nhưng mà theo mình đánh giá, mình chạy thử thì nó đâu đó tầm, nó chạy chỉ được tầm 130 đến 140 phân khối thôi, chứ không phải là chạy hết 175. Nó lấy kiểu như là nó làm mỗi cục máy lớn. Anh nên hiểu vậy đó, mình không nói khoa học, nó khoa học nhiều anh em không hiểu đâu. Thì mình nói đơn giản là nó làm cục máy lớn. Rồi nó không xài hết cái cục máy lớn đó, nó xài chỉ 70% công lực thôi. Còn 30% công lực đó là để cho lại, để cho nó tản nhiệt, để cho nó làm mát. Rồi để cho nó hoạt động nhẹ nhàng, để nó khỏi quá công suất. Giống như bây giờ anh em khiêng được cục gạch 100kg, khiêng được cái bao 100kg đi, mà anh em khiêng hết, cái sức anh em khiêng hết thì anh em sẽ dễ bị lao lực, anh em sẽ mau mệt. Nhưng mà chỉ cho anh em khiêng một bao chừng 60kg thôi là anh em khiêng nó nhàn nhã tới cuối ngày anh em còn sức khỏe. Nó là vậy đó, cơ bản nó cấu tạo nó là vậy đó, anh em hiểu nôm na là vậy, nó còn sức khỏe. Nhưng mà nếu mà làm như vậy á thì chạy sẽ không được công suất cực đại anh em, có nghĩa là chạy nó sẽ không mạnh. Còn như ví dụ anh em mua một con ẹt nó có két nước rồi này nọ thì anh em chạy quá công suất thì chạy rất là mạnh đó, xe nó rất là mạnh. Ví dụ anh em mua một ẹt 150 em chạy max speed là nhiêu được, 140 đúng không? Đó, ẹt 150 thì anh em chạy thể có 130 mấy 140, nó là đúng, nó là công suất cực đại. Còn anh em mở tua ra nó sẽ mạnh hơn nữa, nhưng mà mở tua á, xe mà mở tua lại sẽ mau hư máy. À, nó mau hư thì anh em bắt nó làm việc nhiều thì sẽ mau hư. Còn như con này á, từ 175 mà nó hoạt động đâu tầm đâu đó 130 thôi thì anh em nghĩ là rất là bền, nhưng mà bù lại nó sẽ yếu. Đối với những anh em mà đi dạo phố đi chơi mà không chạy quá 100 thì con này là một sự lựa chọn hợp lý luôn. Lựa chọn hợp lý, bảo trì nhẹ, chỉ thay nhớt là chạy, không còn làm gì nữa hết, thay nhớt là chạy. Rồi chạy hết bố thắng, hết vỏ thay thôi. Đơn giản như một con quay. Bảo trì con xe này khẳng định anh em nó đơn giản như một con quay luôn. Và hôm qua giờ mình nghiên cứu con này hết rồi đúng không? Mở bình mở đồ là nghiên cứu hết rồi. Cho nên con này bên mình nghiên cứu rồi thì nó rất là dễ bảo trì bảo dưỡng. Anh em cần cái gì bên mình đều có hết cho anh em nha. Không có thiếu cái gì luôn ở những cái con xe này. Con này cực kỳ bảo trì bảo dưỡng rất là dễ. Thậm chí con này bảo trì dễ hơn là con R15 luôn. Cho nên anh em mà muốn mà một con xe đi lâu dài thì anh em nghiên cứu qua con này. Vậy đi nha. Và con này, xe này mình không có bao này nọ cho anh em, không có bao thay nhớt đồ này nọ cho anh em đâu nha. Bán giá này mà anh em nói nửa chết luôn thì anh em quý rồi mình qua mình tặng thêm cái áo đồ này nọ cho anh em thôi. Đó, con này kiểu như là bán lấy vốn thôi, tại khách ta đổi xe rồi, bán vốn cho anh em. Đó, 39 triệu. Rồi, ok anh em ha. Rồi, chúc anh em xem clip vui vẻ ha. Anh em nào thích thì ghé mình luôn đọc địa chỉ trên đây. 106 đường Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. 106 đường Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh nha anh em.
hoặc là anh em inbox Zalo 0916640653 để gặp Minh Biker, hoặc là anh em gọi trực tiếp. Nhưng mà anh em lưu ý, nhiều khi mình bận quá mình lo tiếp khách á, anh em sẽ gọi không được, anh em đừng có giận nha. Thì anh em nhắn tin hoặc cái gì đó, anh em gọi thì chừng nào bắt máy thì thôi. Hoặc là anh em thậm chí qua đây để tham khảo xe cũng được. Anh em cứ qua thoải mái, anh em đừng có ngại gì hết. Đó, ngại là hại bao tử anh em. Anh em qua được, ví dụ mình thích con này cái gì cũng vậy, mình qua mình xem trực tiếp nó sẽ hay hơn anh em. Đó, nhiều khi nhắn tin trên mạng nói qua nói lại nó không hay. Anh em qua xem trực tiếp đi. Chừng nào mà anh em qua trực tiếp mà bên mình mà tiếp đón anh em không có chu đáo thì anh em có thể bóc phốt mình. Ừ, bên Minh Baker khách qua không chu đáo, lúc nào anh em qua bên mình cũng niềm nở. Lúc nào anh em qua không mua hay mua thì mình cũng vui đó. Đó, cứ nhiều khi nhắn tin trên mạng, nhắn qua nhắn lại không hiểu rồi thiếu dấu này nọ, hiểu lầm nhau. Đó, còn anh em được thì anh em gọi một cuộc gọi. Mình mua xe mấy chục triệu, trăm triệu mà mình tiếc gì một cuộc gọi đó anh em. Mình gọi một cuộc gọi hoặc là mình qua trực tiếp đâu có mất tiền. Ví dụ anh em bỏ ra 500 ngàn, ví dụ anh em ở xa đi, ví dụ anh em ở Bình Thuận, Tuy Phong, Bắc Bình gì đó. Anh em bỏ ra tiền xe có 400 ngàn chạy qua đây coi xe. Có 400 ngàn mà anh em coi được tận chiếc xe, anh em được ngồi thử chiếc xe mình thích. Anh em thấy sao? Quá ok rồi, đâu có ấy gì đâu. Qua đây rồi anh em được thì anh Minh mời nước rồi mời bữa cơm, nó đâu có lãi gì đâu anh em. Đó, vậy đó. Nên mình coi trực tiếp có mấy trăm ngàn mà coi trực tiếp nó hay hơn. Đó, mình cũng khuyến khích anh em coi trực tiếp. Chừng nào kìa, chừng nào anh em khách quen á. Nếu dụ có những khách quen người ta mua xe bên mình, người ta hiểu chất lượng rồi. Ok, đụng cái là gửi thôi, người ta trải nghiệm thôi. Mình rất là nhiều khách quen, có khách mua 5 chiếc, có khách mua 6 chiếc, có người mua 7 chiếc luôn rồi anh em. Đó, có nghĩa là người ta mua cho người ta, xong người ta mua cho người nhà, bạn bè giới thiệu qua. Rồi có một người là nữ mua xe bên mình ngon quá, xong giới thiệu em mua nữa. Nhiều lắm, xe bên mình giá hợp lý anh em. Phải giá hợp lý mình mới mua. Có nhiều anh em chào xe mình chào giá cao lắm anh em. Giống như con R15 đi. Mình bán 45 triệu đi, xe lướt đi, xe mới nha. Ông đi quá trời luôn, ông chào mình cũng 45 luôn, rồi bán cho ai. Giá phải hợp lý mình mới mua được. Nhiều anh em qua đây người ta đàng hoàng lắm. Nhiều anh em qua đây người ta bán xe đúng không? Ví dụ xe này. Xe này đi. Anh Minh mua xe lớn về, anh Minh dọn, anh Minh thay cái này, thay cái kia, thay nhớt, rồi thay bình rồi này nọ. Rồi anh em mình kiểm tra công sức anh Minh, anh Minh lời 50 triệu đó, ok, lượm rồi nhanh nó, nhanh gọn lẹ. Đó. Mà rồi vậy thôi, mình tâm sự anh em một chút vậy thôi. Rồi bây giờ anh em thích thì cứ liên hệ mình. Rồi, chúc anh em coi clip nhiều sức khỏe nha. Nhiều may mắn, thuận lợi cho công việc. Đó, công việc có thuận lợi thì mới làm ra tiền mua xe được.